Sau đây em xin được trình bày bài Thập Diện Mai Phục. Wow. Nói ra gà. Wow. Từ xưa tới giờ là chỉ có thấy là trong mở beat đồ nghe thôi. Lần đầu tiên Quỳnh like cái bài này. Yeah, một tràng pháo tay cho Bá Hưng thưa quý vị. Xuất sắc. Em là Cao Bá Hưng. Có phải em là hòa âm phối khí cho Trúc Nhân hát? Dạ vâng ạ, em là người hòa âm phối khí ca khúc Thật Bất Ngờ ạ. Trời ơi.